Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ bất ngờ đổ sập hai nhịp vào sáng nay ngày 9 tháng 9. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ, hai mố cầu Phong Châu bị sập. Sơ bộ thống kê cho thấy có 10 ô tô, trong đó có một xe khách 45 chỗ, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi và hiện có 4 người đã được cứu thoát. Đây là con số được lãnh đạo địa phương báo cáo tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu. Về danh tính người bị nạn chưa xác định được. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Ngày 9 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi Trung du Bắc Bộ. Công điện gửi Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Lao động thương binh và xã hội, Thông tin và Truyền thông. Công điện nêu, bão số 3 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ đã có mưa từ 200 đến 350 mm, nhiều nơi từ 400 đến 500 mm, có nơi gần 600 mm. Lũ trên sông Thao và Lục Nam đã vượt mức báo động 3, ngập lụt cục bộ, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hòa Bình và Lào Cai. Bão, mưa lũ làm ít nhất 26 người chết và mất tích, 17 người do lũ, sạt lở đất, 9 người do bão, 247 người bị thương, nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng bị hư hại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Đặc biệt, sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, có một số phương tiện giao thông và người bị rơi xuống sông. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ những khó khăn mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão mưa lũ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nhất là ngày 9 và ngày 10 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại các vùng thấp trũng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống lũ quét và ngập lụt theo thẩm quyền, trong đó tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất, mưa lũ, sập cầu, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn, đảm bảo đời sống cho người dân theo quy định. Ra soát kỹ, chủ động sơ tán, di rời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống lũ quét, ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Chỉ đạo rà soát kịp thời phát hiện tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn. 3. Các bộ trưởng, quốc phòng, công an huy động ngay mọi lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các địa phương có liên quan, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đối với các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định. 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sập nhịp cầu Phong Châu và mưa lũ, sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước. Bộ trưởng, thủ trưởng ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền được phân công chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác đảm bảo an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý. 6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động,
tổ chức theo dõi tình hình, chỉ đạo, đôn đốc các ngành địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. 7. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. 8. Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất phát sinh. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đóng chân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng tìm kiếm trục vớt các nạn nhân, có mặt chỉ huy ứng cứu tại cầu Phong Châu. Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết hiện đã tìm được 3 nạn nhân và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ để cấp cứu. Theo Trung tướng Phạm Hồng Trương, 2 mố cầu của cầu Phong Châu đã sập. Đáng lo ngại là khi cầu sập có một số phương tiện đã bị rơi xuống sông trong khi nước chảy xiết. Hiện chưa rõ số người và phương tiện mất tích do sập cầu, địa phương và lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ. Cũng theo Trung tướng Phạm Hồng Trương, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn tại 9 tỉnh thuộc địa bàn quân khu 2. Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã cử lực lượng nhất là lực lượng 4 tại chỗ của dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên của các huyện nơi xảy ra sự cố để giúp di rời tài sản và người dân, đồng thời huy động lực lượng cơ động của quân khu, của Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, của các sư đoàn để ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn trên các khu vực. Thông tin từ tỉnh Lào Cai, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết lũ trên sông Hồng hiện vẫn tiếp tục dâng cao, dự báo đỉnh lũ lớn nhất khả năng lên tới 84,5 đến 85 mét. Thời gian xuất hiện đỉnh vào khoảng 12 đến 13 giờ trưa ngày 9 tháng 9. Lúc 7 giờ ngày 9 tháng 9, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 83,91 mét, cao trên báo động 3 là 0,41 mét, biên độ lũ là 7,43 mét. Hiện lũ trên sông vẫn tiếp tục lên với cường suất trung bình khoảng 20 cm/giờ. Dự báo đỉnh lũ cao nhất có khả năng đạt mức 84,5 đến 85 mét, cao trên báo động 3 khoảng từ 1 đến 1,5 mét. Thời gian xuất hiện đỉnh vào khoảng 12 giờ đến 13 giờ trưa hôm nay, lũ lên cao đã gây ngập úng sâu, măng đất cát vùi lấp rất nhiều diện tích cây trồng hoa màu, rau xanh của người dân canh tác dọc hai bên ven sông. Theo chuỗi số liệu quan trắc đã thu thập được, đây là trận lũ lớn hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, Lào Cai có mưa lớn trên diện rộng và kéo dài. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2008, trên sông Hồng đã xuất hiện lũ lớn đỉnh lũ cao nhất lên tới 84,91 m, cao trên báo động 3 là 1,41 m. Trước tình hình lũ trên sông có khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, để giảm thiểu thiệt hại do lũ lớn gây ra, hiện các cấp chính quyền nơi có sông Hồng chảy qua đang tích cực chỉ đạo người dân sinh sống dọc hai bên ven sông, tích cực phòng tránh lũ lớn, có phương án di dời người và tài sản khi cần thiết, khuyến cáo người dân không đánh bắt cá, vớt gỗ củi, các vật trôi nổi trên sông để phòng hiểm họa do lũ cuốn. Báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 6 giờ ngày 9 tháng 9, đã có 26 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão.